Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với buổi tập ngày 28 tháng 9 của cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Như vậy là chỉ còn 2 ngày nữa thôi thì các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ lên đường sang Dubai để chuẩn bị cho trận đấu gặp Trung Quốc vào ngày 7 tháng 10 tới đây. Và ngày hôm nay thì Liên đoàn bóng đá châu Á cũng đã công bố giờ thi đấu của trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc rồi, sẽ diễn ra vào khoảng 22 giờ theo giờ Việt Nam. Ở trong buổi tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có phần chia sẻ trả lời phỏng vấn của Hồ Tấn Tài, hậu vệ của câu lạc bộ Bình Định và đã được vào sân thi đấu ở trong trận đấu với Australia. Mở đầu buổi tập ngày hôm nay thì vẫn như mọi khi, khi mà các cầu thủ đang khởi động nhẹ nhàng. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng chào đón sự quay trở lại của hậu vệ Xuân Mạnh và Thanh Thịnh, hai cầu thủ được gọi lên thay thế những cầu thủ gặp chấn thương và đã phải nói lời chia tay như Minh Vương hay là Trọng Hoàng. Đây là buổi tập đầu tiên của Xuân Mạnh và Thanh Thịnh cùng với các đồng đội ở đội tuyển quốc gia sau khi di chuyển từ nơi cư trú của mình đến Hà Nội và phải kiểm tra y tế, sau đó mới được tập cùng với các đồng đội của mình. Chia số 35 đó chính là trung vệ Thanh Thịnh của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thanh Thịnh thì mới đây thì cũng đã có một bản hợp đồng với câu lạc bộ Bình Định, cũng là một đồng đội cùng với Hồ Tấn Tài. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng chào đón sự quay trở lại của Đình Trọng. Đình Trọng đã có thể quay trở lại tập cùng với các đồng đội của mình. Trên màn hình số 12 đó chính là Xuân Mạnh. Rất đáng tiếc khi mà lúc này Minh Vương thì đã không thể kịp hồi phục và anh đã phải quay trở lại với đội bóng chủ quản để tập hồi phục, đó là câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi đó thì Trọng Hoàng thì đã bị thoát vị đĩa đệm và đang rất hy vọng là Minh Vương và Trọng Hoàng sẽ có thể sớm quay trở lại cùng với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trên màn hình chúng ta đang nhìn thấy đó chính là huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đang có đôi lời chia sẻ cùng với thủ thành Văn Toản của câu lạc bộ Hải Phòng. Lúc này trong đội hình của chúng ta thì có Văn Toản, Tuấn Mạnh, Văn Hoàng và Tấn Trường, bốn thủ môn góp mặt. Rất đáng tiếc khi mà Văn Lâm không thể góp mặt khi mà gặp một chấn thương. Như vậy là đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ ngày mai sẽ có một buổi tập nữa, đó là một buổi đấu tập cùng với các thủ U22 Việt Nam. Sau đó thì ban luyện sẽ đưa ra danh sách cuối cùng những cầu thủ sẽ lên đường tham dự hai trận đấu với Oman và Trung Quốc. Hai trận đấu liên tiếp chúng ta phải làm khách trên sân của Trung Quốc tại Dubai và sau đó thì sẽ đến với Oman. Hai trận đấu rất quan trọng với các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và bây giờ thì các cầu thủ đang được thoải mái, vui vẻ ở trong những phần khởi động đầu tiên. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo thì cũng nhân tiện cũng theo dõi các thủ môn của U22 Việt Nam tập ở bên phía phần sân bên cạnh, khi mà các học trò của mình đang rất là thư thái với những bài tập. Phía bên này thì bốn thủ môn đội tuyển quốc gia đang tập cùng với huấn luyện viên Thế Anh. Và buổi chiều ngày hôm nay thì Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á cũng đưa ra địa điểm thi đấu của AF Cup Suzuki Cup 2020. Theo đó thì đất nước đăng cai sẽ là Singapore, sẽ tổ chức từ ngày 5 tháng 12 cho đến 1 tháng 1 2022. Và các trận đấu sẽ thi đấu tất cả trên lãnh thổ của Singapore. Đình Trọng đang rất vui vẻ sau khi đã hồi phục và quay trở lại với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ở AFF Suzuki Cup 2020, đội tuyển Việt Nam cùng bảng với Malaysia, Indonesia, Lào và Campuchia. Nói chung ở Đông Nam Á lúc này đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch của giải AFF Suzuki Cup, do đó thì chúng ta đang là ứng viên số 1.
Ngày hôm qua thì cầu thủ Thái Lan cũng đã có được huấn viên trưởng trong kỳ AFF Cup sắp tới, đó chính là một người rất quen với những fan hâm mộ của V-League, đó chính là ông Phun King, người đã từng dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ngay ở mùa giải năm ngoái. Có thể nói là AFF Suzuki Cup 2020 sẽ là một sân chơi thực sự rất đáng chú ý khi mà Thái Lan sẽ quyết tâm gọi về đội hình mạnh nhất có thể của mình. Cầu thủ đã rất vui vẻ và sảng khoái sau khi có một mini game đuổi bắt, và các cầu thủ thì thường hay gọi là bịt mắt bắt dê. Đây là những mini game quan trọng dành cho cầu thủ trước ngày thi đấu. Ngay sau đó thì các cầu thủ sẽ có 12 cầu thủ ở phía bên trong vòng tròn và 12 cầu thủ ở bên ngoài vòng tròn sẽ tập dê dắt, và đó là một điều thực sự rất là vui khi mà không khí tập của các cầu thủ lúc này đang vui vẻ, hào hứng và tất cả đều quyết tâm, đặc biệt là hai trận đấu với Trung Quốc và Oman, hai đối thủ được đánh giá thấp hơn so với Ả Rập Xê Út và các cầu thủ Australia. Thầy Park ngày hôm nay thì có một chiếc tất thực sự là rất lạ thường so với mọi khi, chiếc tất bình thường của các cầu thủ đội tuyển quốc gia, nhưng mà thầy Park thì ít khi đeo tất dài chân, nhưng mà ngày hôm nay thì thầy Park do chiều cao thì cũng không cao bằng các cầu thủ, và thầy Park lại mặc một cái quần tương đối dài, do đó thì là một hình ảnh rất đáng yêu. Ở ngày hôm nay thì Đình Trọng đã quay trở lại và Thanh Thịnh và Xuân Mạnh đã hội quân và bắt đầu tập cùng với các đồng đội của mình rồi. Và rất có thể hai cầu thủ này sẽ được thử nghiệm ở trong trận đấu ngày mai. Hy vọng là các bạn ấy sẽ có cho mình được những cảm giác và những sự thể hiện tốt nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia. Và rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi đến những phút cuối của video này. Ngay sau đây chúng ta hãy đến với phần chia sẻ của cầu thủ trẻ Hồ Tấn Tài, một trong những hậu vệ đầy tiềm năng của bóng đá Việt Nam, người sẽ được kỳ vọng là những sự thay thế xứng đáng khi mà chúng ta không có sự góp mặt của Đoàn Văn Hậu hay Trọng Hoàng. Cái công tác chuẩn bị để sắp tới để sang bên UE để chuẩn bị hai trận đấu tới Trung Quốc thì mọi cái sự chuẩn bị đều toàn đội đều tập trung và thể hiện tập luyện trong thời gian vừa qua là rất là tốt. Và với sự cần cải thiện thêm thì em nghĩ đội bóng chúng ta thì chỉ cần phát huy được cái tinh thần đoàn kết và cái sức mạnh truyền thống của Việt Nam mình để có cái sự quyết tâm cao nhất hai trận đấu tới. Hai trận đấu sắp tới có ý nghĩa rất quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam, và khán giả hâm mộ đặt rất nhiều kỳ vọng và chúng ta sẽ có những kết quả tốt trước Trung Quốc và Oman. Điều này nó tạo ra áp lực như nào đối với toàn đội? Thật ra hai trận đấu tới rất là quan trọng dành cho đội tuyển cũng như là toàn dân của người Việt Nam. Một phần áp lực, nhưng mà em nghĩ đội tuyển chúng ta luôn suy nghĩ về từng trận một để đạt được cái kết quả tốt nhất, để đạt được những cái sự kỳ vọng của người dân. Cho em nghĩ một phần là đừng có vì cái sự áp lực đó quá lớn mà mình mất đi cái bản chất của mình trước đây. Tại cái trận đấu với Australia thì lại được ra sân thi đấu, thì theo cảm nhận của em cái trình độ chơi bóng ở cái vòng loại 3 là như thế nào? Qua trận đấu đó em chỉ được vào sân vài phút, nhưng mà em nghĩ cái trình độ ở vòng loại này là tất cả các đội bóng đều rất là mạnh, rất là tốt, nên em nghĩ những trận đấu đó thì mình phải cố gắng hơn nhiều hơn nữa để đạt được những cái kết quả tốt nhất cho đội. Ở hàng hậu vệ của đội tuyển lúc này, đặc biệt là hai cánh, là cái sự cạnh tranh của rất là nhiều vị trí, thì Tài cảm thấy tự tin nhất là cái điểm mạnh gì? Đối với sự cạnh tranh của em, và em tự tin nhất về bản thân em thì được cái không to cao, mà được cái em nghĩ là về thể hình và cái sự tranh chấp mạnh mẽ của mình. Chúng ta đã biết thì trong cái chuyến đi đến làm khách trên sân của Trung Quốc và Oman, thì trong đội tuyển sẽ không có sự góp mặt của Minh Vương vì là không kịp chấn thương và đã trở về câu lạc bộ điều trị. Cái thứ hai nữa là Trọng Hoàng thì cũng đang điều trị cái thoát vị bệnh nền, khó mà có thể kịp góp mặt trong hai trận đấu tới. Thì Tài có muốn gửi cái lời động viên chia sẻ gì đối với hai vị đồng đội của mình không? Thật ra anh em đều ở cùng đội với nhau, nhưng mà đó là cái sự tiếc nuối nhất của đội tuyển, thì hai anh đã gặp phải cái sự chấn thương đó và không thể góp mặt cùng đội.
Và em nghĩ cái đó là một phần tất cả các đội là đi thi đấu và quyết tâm cao nhất để đạt được những cái kết quả tốt nhất, để dành không chỉ riêng cho đội tuyển mà dành những cái tình cảm cho anh em đó. Và em xin gửi lời chúc đến anh Hoàng và Minh Vương sẽ sớm bình phục mà quay trở lại đội tuyển cùng với anh em.